Xin chào tất cả các anh em nhé. Ngày hôm nay trước mặt anh em là anh Hưng. Anh Hưng thì mọi người hay gọi là anh Hưng cao thủ bẫy chim. Đúng rồi. Đấy, ngày hôm nay thì anh Hưng đang ngồi trước mặt anh Hưng là một con trà màu. Vâng. Thì video ngày hôm nay thì mình muốn gửi đến các bạn là một cách để anh Hưng chia sẻ là cách xem chọn trống mái của con chim trà màu và một số bí quyết để giữ lửa cho chim. Và một thì hôm nay tiện gặp anh Hưng ở đây. Thì anh Hưng, mọi người gọi là anh Hưng cao thủ bẫy chim là lý do là anh Hưng là rất là giỏi trong việc là nuôi thuần các loài chim và hay đi bẫy chim tuyển chim cho anh em. Thì hôm nay là anh Hưng đến nhà mình chơi thì mình gặp anh Hưng. Thì mình cũng muốn là anh Hưng chia sẻ một chút về cái cách chọn trống mái cho con chim trà màu. Vâng, xin chào anh em nhé. Thì rất là nhiều anh em đã xem kênh của Nguyễn Lợi TV và xem kênh của Hưng cao thủ bẫy chim rồi. Thì ngày hôm nay cách chọn trống mái con chim thì cái thứ nhất là xem về cái bộ của con chim. Bộ của con chim thì anh em cứ xem con mái thì bộ nó sẽ là khác hơn con trống. Để nhận biết một con chim riêng ở cành cây cũng là dễ, mà riêng ở lồng thì cũng rất là dễ. Cái thứ nhất anh em chọn bộ, anh em phải chọn là bộ con chim là con chim bộ to dài đẹp, mà con chim có đôi mắt dữ một chút, nhìn vào cái hình thức của con chim là nó dữ, riêng bộ khuôn mặt của chim dữ. Cái thứ hai nữa là chọn về cái gốc màu. Đấy, gốc màu phải to dày. Đấy, thì với lại cái đầu to thì là con chim đấy sẽ là con chim đẹp. Cái cách thứ ba nữa thì con chim nó phải đi cầu. Đi cầu rất là nhịp luôn. Nhiều con chim nó đi cầu nhanh quá thì con chim đấy thì chơi cái nhiệt của nó không được lâu. Cũng như mình ấy, cho mình chạy một hồi thì nhanh quá mình cũng mệt quá, mình cũng phải thở hổn hển thôi. Nhưng nếu như mình chạy bình thường thì tức là người ta chạy 50 km/h, mình chỉ có chạy 30 km/h thôi, chắc chắn mình sẽ không mệt. Nhưng anh em chạy 50 km/h, đấy là cách, đấy là chọn con chim. Để anh em mà đi chọn con chim để đi dàn hoặc nuôi con chim hay, anh em cứ chạy con chim là nuôi con chim kia là chọn chuẩn con chim cứ đi cầu hết nhịp như này thôi. Đấy, con chim nó cứ đi cầu nhịp như con chim trước mặt, ví dụ như con chim trước mặt của mình đây thì đi cầu nó như này, thì kể cả những con chim của anh em hạ hết nhưng chim mình vẫn chơi, vẫn đi cầu bình thường. Đấy, cách đấy là cũng là một cái cách là chơi chọn con chim để chim hay. À, cách đầu tiên đấy là anh đang hướng dẫn là cách chọn con chim, chọn giống đó. Đấy. Đấy, nhất giống mà, chọn đấy, giống. Nó phải là đấy, không cần bất cứ là màu lân hay là màu đinh, hay là màu đá lân, hay là màu cui. Nhưng ban đầu con chim nó phải là cái cách thứ nhất là nhìn hai cặp chân. Đấy, hai cặp chân đấy nó đứng song song nhau như thế này, không bị trói chân ra. Không bị một chân là đứng trước, một chân đứng sau. À, cái thứ hai nữa là đôi cánh, cánh xệ, lưng tôm, thì đuôi hơi cúc cầu, mà đuôi hơi bản đuôi hơi xòe đó. Thì con chim đấy sẽ là con chim đẹp. Đấy, thì chọn những con chim đấy. Mà anh em mà xem được những cái video anh em đi bấy ấy, có con nào về nó hay bông xòe nhiều ấy, thì càng hay xòe thì con chim đấy đi dàn thì càng xòe nhiều. Đấy. Con chim càng xòe thì nhiều thì con chim đấy về cuối nó sẽ bông xòe. Anh cho hỏi là trước khi mình chọn giống ấy, để mình chọn được một con chim là mình biết đấy là chẳng hạn mình ra chợ hay là vào tiệm mua một con chim mà biết đó là con trống thì mình nhận biết ở phương diện nào, ở chỗ nào? Cái thứ nhất là cái tách đỏ, cái thứ hai là bộ yếm. Tách đỏ. Vâng, nhiều con là con mái tách vẫn đỏ nhưng con trống. À. Ra tiệm thì không cần chim hót. Chỉ cần nhìn bộ thôi. Cái thứ nhất là nhìn màu, góc màu to đây, góc màu to đây. Cái thứ hai là nhìn về yếm, yếm khít, mà bộ thì nhìn bộ nó to dài đẹp. Đấy. Cách thứ ba nữa thì con chim nó phải đi cầu, nó phải xem nó cách nó đi cầu. Đấy, kể cả anh em nhốt 20-30 con thì xem vẫn biết. Đấy. Có nghĩa là tách đỏ nó như nào thì tách đỏ nó to hay to nó vuông ra, không
thường thường tách đỏ hay dài nhọn thì là con mái. Tách đỏ của con trống là nó vuông à? Thì nó vuông, nó to như này này. À, nó vuông to. Đấy. Nó thứ... hay ba cạnh. À. Hay ba cạnh hay vuông. Đấy, nhìn con tách đỏ con trống thì nhìn biết hẳn ngay. Có nghĩa là cái tách đỏ của nó, con trống nó sẽ vuông. Vâng, con mái thì nó hay dài. Con mái là dài hơn. Dài hơn, nó sẽ dài về đằng sau với đằng trước, nó bên trên mắt với lại bên xuống dưới nó không sệ. Đấy. Thì nhìn là nó khác hẳn ra ngay. Đấy. Nhìn nó khác hẳn ra ngay. Với lại xem cái đầu nó là đầu nó sẽ to, nó sẽ gốc màu sẽ dày. Đấy, nhìn là phân biệt cái cách đấy. Có nghĩa là cái đầu tiên là nhìn tách đỏ. Vâng. Cái thứ hai là nhìn ở đâu nữa nhỉ? Cái thứ hai nhìn đôi mắt. Đôi mắt. À, đôi mắt như nào thường thì thường là thường thì con mái thì mắt hay tròn. Con mái mắt tròn. Vâng. Con trống thì nó sẽ có một chút mắt là hay méo. À. Bên mắt bên trên này. Bên mắt bên trên. Ngoài bên phải bên trái như thế. Nó hay méo một tí. Hay méo à? Đấy. Nếu mà anh em mà chưa biết thì anh em cứ vào mạng, cũng rất là nhiều anh em chia sẻ về những cái cách chọn con chim thì cũng là nhiều người chia sẻ. Chứ không phải là riêng mình chia sẻ cho anh em biết đâu. Đấy, rất là nhiều người chia sẻ là nó khoảng là 80-90% đấy là cái cách chọn con chim. Có nghĩa là thứ nhất là cái tách đỏ này, thứ hai là mắt là con trống là mắt hay méo, con mái là mắt tròn. Mắt tròn hay lồi ra. Tách đỏ của trống là nó vuông. Nó vuông đấy, nó to, nó vuông, nó xệ ra. Còn con mái thì nó chỉ gọi là có một tí dài ra thôi. Cái thứ ba là cái gì anh nhỉ? Thứ ba là xem đầu. Đầu à? Đầu to. Đầu to à? Vâng. Đầu không nhọn. Đầu không nhọn. Đầu nhọn thì chỉ con mái đầu hay nhọn. À. Có nghĩa là con trống thì đầu sẽ to hơn. Đầu nó cho to nó như thế này. Con mái đầu nó sẽ nhỏ hơn. Đầu nhỏ hơn. Mà nó hay nhọn hơn. Hay nhọn đầu hơn. À. Mà nhìn con chim thì nhìn cái bộ của nó, lưng, cái gáy của nó thì nó khác. À, gáy nó khác. Gáy con mái thì nhìn nó hay nhỏ hơn gáy con trống. Gáy mái nhỏ hơn gáy con trống. Vâng, gáy thế là trống thì nhìn nó to, nhìn nó to mà nhìn nó đẹp hơn. À. Con trống này nó khác hơn con mái là vì cái phân biệt là cái gáy và cái ngực cũng thế. À. Ngực thì con mái thì thường thường nó không đen nhiều. À. Đấy. Có nghĩa là ngực của nó gì? Vâng, ngực không nở to. Không nở to, không đen, không nhiều. Đen nhiều. Đấy, còn con trống thì ngực nó sẽ nở to hơn, à, nó sẽ đen hơn. Đen hơn, nở to. Vâng. Còn cách nào nữa không anh? Đấy là bằng đấy cách. Bốn cách rồi. Cách chân thì cũng nói rồi. À. Chân lúc đấy anh cũng nói rồi. À. Đấy. Thế là mấy cách cơ bản đấy, đúng không? Đây là mấy cách cơ bản đấy, là chuẩn nhất. À. Để chọn con chim. Để chọn con chim trống mái. Vâng. Thế cho hỏi, mọi người hỏi là làm sao để biết chọn được một con chim mau mỏ? À, mau mỏ thì cũng cứ xem là bộ thôi. Thường thường con chim mà lưng tôm, một gáy ngựa, bản đuôi to thì con chim đấy xem vào cái tướng của con chim ấy thì xem nó nhảy ấy. Con chim nó nhảy ấy, nó không hay đứng cầu ấy. Mà con chim đấy nó cứ hay đứng riêng ấy. Con chim đấy hay đứng riêng nha. Trong đi với trong một cái đàn, ví dụ một cái đàn 20-30 con ấy, thì là con đấy nó hay đứng riêng nha. Hay đứng riêng ra. Con đấy là con hay mau mỏ, hay chơi. À. Còn chim đấy là những chim đầu đàn. Thế nhiều người cũng nói là chọn con chim nó hay hót thì là phải hậu bò. Hậu bò. Hậu bò. Hậu bò. Hậu bò. Cứ hậu bò. Hậu bò có nghĩa là nhìn ở đâu? Hậu ở dưới này. Dạ, họng bò. Họng của nó. Họng nó phồng ra đây. Nó phồng ra. Nó phồng ra. À. Mà con chim mà đầu đàn ấy thì thường thường nó đi nó không bao giờ nó đứng với cả một đàn đâu. À. Nó sẽ đứng ra cách riêng ra một chút. À. Thì con chim đấy là chim đầu đàn. Có nghĩa anh em vào trong cái chuồng người ta 20-30 con. À. Cứ anh em cứ là xem con nào nó khác đứng ra. Khác đứng riêng ra. Khác đứng riêng ra. À. Mà họng bò. À, bò. Xem con chim hậu bò nó hót kiểu gì, nó hậu bò để nó sẽ phồng to hơn. Cách con chim đấy thì đây, như con này đây. Đấy, thế là hậu bò đây. Có một số người bảo là đấy. Mỏ kênh cũng hót nhiều à? Mỏ kênh cũng hót nhiều. À. Nhưng mà thường thường những con chim là mỏ càng úi nhiều, càng cong nhiều thì con chim đấy thì cũng chỉ hót thôi. À, hót nhiều thôi, hót nhiều. Mà đấu thì lại không đấu nhiều. Không đấu nhiều đúng không? Đấy, con chim mà ấy, mỏ nó cứ hơi cong cong một chút thôi, nhưng con này mỏ nó ngắn thôi. Thì con chim đấy thì nó chơi bản lĩnh của nó thì
thì mới là con chim chơi nó không sợ một đối thủ nào. Đấy. Thì đó là như thế. Đây là cách chia sẻ của anh Hưng về cách chọn cánh. Cánh sẽ con chim hót nó khác, cánh nó khác, hay chơi cánh. Không cần có đối thủ nào. Con chim đấy là con chim là hay vuông xòe. Vuông xòe. Đấy. Cứ cánh mà hơi chớp chớp một tí, tự hót. Anh em cứ để ý con chim nó khác hót hót chuyện đấy. Cánh nó cứ hay chớp ấy. Thì con chim đấy sẽ là con chim chớp cánh rồi, hay chơi cánh nhiều hơn. Đấy. Lúc nào cũng chơi cánh nhiều. Đấy, có nghĩa là hôm nay Hưng chia sẻ cách chọn giống chim, một số cách nhìn con chim đẹp. Thì mình cũng hiểu thêm được một chút, và cũng gửi đến các bạn nào xem video này cũng hiểu thêm một chút về cách chọn chim trà màu, làm sao để chọn được một con chim tố chất. Thì anh Hưng đã chia sẻ cho mọi người rồi. Mọi người có thể qua kênh Hưng Cao Thủ Bẫy Chim để theo dõi anh Hưng được nhiều hơn, và anh Hưng chia sẻ cho được nhiều hơn các bạn rồi. Đấy, còn video này thì cảm ơn anh Hưng đã chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình trong việc chọn trà màu. Đúng rồi. Còn anh em nào cảm thấy mà không hiểu thì anh em cứ qua kênh Hưng Cao Thủ Bẫy Chim. Đúng rồi, để chia sẻ tiếp. Anh em mà xem mà để hướng dẫn anh em. Rồi. Vâng. Rồi. Ok, chào anh em.